Mỗi đèn này có tên gọi là đèn pha màu, phòng khách gia đình sang trọng. Mỗi đèn này thì sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Nó có chế độ đổi màu theo nhạc và chạy đổi màu tự động. Đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện. Bóng led thì rất là bền, mọi người an tâm sử dụng. Nó được thiết kế rất là gọn, mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Mình đang quay đèn và giới thiệu thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BON1 RO08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.